Tiếp tục là trời ơi, nhìn thấy màu vàng ươm luôn ý. Được chưa? Đây là mì gì hả chị? Đây là mì sammi xoài. Mì này chỉ có ở Sushi Kit TV mới có thôi nha. Không có thể nào mua được ở trên thị trường đâu các em ơi. Quá vậy. Trời ơi, nào bắt đầu. Mút như vậy đấy đấy. Cảm giác thế nào em? Rất đạt, trời ơi, ăn quá không nói được luôn. Các em nhìn này, hôm nay chị có một quả xoài to không? Các em đã bao giờ nhìn thấy một quả xoài to như thế này không? Quả xoài này rất là to luôn. Hôm nay chị với bạn Su sẽ quyết định làm mì sammi trộn. Và chị đã làm sẵn đây, mì của chúng ta đây. Và tí nữa chị sẽ thái xong. Bây giờ chị với bạn Su sẽ có nhiệm vụ là làm cái bát cho mì nhá. Cái môi quả xoài này có một điều rất là hay. Đấy là hồn của nó rất là mỏng. Vì vậy mà chúng ta sẽ có được một cái bát đựng mì khá là khá là to. Đúng rồi. Cũng khá là dễ dàng. Đấy, cũng khó đấy chứ chả dễ dàng đâu em. Không, chị... ý em xúc ra. Đấy. Cũng chẳng lắm. Chị ơi, cho em nửa này được không? Đó, rồi. Thế này, bát mì của chúng ta nó sẽ không được nhiều đâu các em. Bởi vì là quả xoài này nó rất là mỏng. Đó, em xúc đi. Nhưng không thấy. Chờ chị một tí, để chị cắt được cái này cho nó dày dày một tí. Đây, hiểu đây. Bạn Su làm chậm nên chị sẽ để cho bạn Su làm trước. Su xúc cẩn thận nha Su nha. Đó. Chỗ này thì chị sẽ phải để nhờ vào đây. Rồi, để cái này vào đây. Xúc ra. Wow, các em nào. Bây giờ chị với bạn Su sẽ có nhiệm vụ là xúc ra nhá. Đó, bạn Su của chúng ta rất là giỏi luôn. Đây. Các em ơi, chúng mình đừng xúc sâu quá nhé các em nhé. Đừng xúc sát cạnh quá. Đó, các em xúc như chị này này. Thì bởi vì là cái vỏ xoài của chúng ta nó rất là mỏng. Nếu mà chúng ta xúc sâu quá thì là chúng ta sẽ không thể có cái bát được đâu. Su cứ xúc đi, trông cho chị sẽ xúc giúp. Chị sẽ xúc của chị trước. Đó, chị đang sửa cái bát này cho bạn Su ấy. Các em ơi, thấy có bát nào hiện đại như này không? Bát của chúng ta có thể ăn được luôn. Đây, bát của em Su nhỏ hơn bát của chị. Bát của chị đây. Em nhìn thấy ông bác của chị sâu hơn. Đó, bây giờ chị đã làm xong. Phần này thì chắc là để phần cho anh Quay thôi em ạ. Bởi vì anh Quay là người rất thích ăn xoài. Anh Quay ơi, mời anh nha. Cảm ơn nha. Đó, bởi vì tí anh sẽ không được ăn mì đâu. Chỉ hai chị em ăn thôi. Nên là phần đấy là em phần hết anh nha. Đây. Các em ơi, làm mì ấy thì chị cũng làm bằng thạch. Và chị đã xay cái lõi của quả xoài ra. Đây các em nhìn này. Đó, bây giờ chị sẽ đổ ra nhá. Dạ, chắc là khó đấy nha. Khó lắm ấy. Ừ, có chặt lắm. Các em ơi, trước là chị phải làm thế này vậy. Đó, thì bây giờ chị mới đưa được nó ra. Còn không là bạn ấy rất là chặt. Bởi vì chị làm ấy, bình thường ấy, một gói thạch ấy, người ta sẽ cho một lít nước, một nửa lít nước, nhưng mà chị chỉ cho có 0.5% thôi để cho nó đủ miếng. Đấy, một miếng. Không biết là có ăn hết cả hai miếng không đây. Em cũng chẳng biết nữa. Chị sẽ thái một miếng trước nhá, bởi vì một miếng khá là nhiều luôn. Các em nhìn này, xoài này các em này. Đó, cái này á toàn là thân xoài đấy, nên nó rất là mềm. Các em nhìn nhá. Các em nhìn này. Đấy, bây giờ chị sẽ thái nhá. Chúng ta sẽ có những sợi mì rất là dài. Mì phải nhỏ chứ. Chốc nó chị sẽ thái nhỏ sao? Bây giờ mình sẽ phải thái dài chứ. Các em ơi, các em cố gắng kiếm một con dao thật là sắc nha các em nhá. Đấy, như chị đấy. Chúng ta sẽ... Các em ơi, hình như là chúng mình nên làm với nước không ấy thì nó sẽ đỡ bị mục hơn. Còn đây là chị làm với xoài nên là cảm giác là nó có bột bột hơn đấy đúng không? Mà em đầu tiên bột. Em nhìn này, đây là cái đầu tiên của chị. Cho em đâu. Các em nhìn thấy những sợi mì của chị chưa? Thấy. Em yên tâm nhé, bởi vì là trước khi chị làm cái này chị đã rửa tay rất là sạch rồi. Đó, nên là chúng ta chỉ cần rửa tay sạch thôi, không sao cả. Em cũng thế đâu.
Và chúng ta cắt tiếp những sợi mì tiếp theo nha. Chị ơi, trông nó rất đáng yêu. Đấy, em nhìn thấy không? Đó. Đáng yêu. Chị nghĩ là chỉ thế này thôi, chị sẽ cắt tạm như thế này nhé, một cái cắt khá là lâu. Như thế này là chị nghĩ là chị với bạn Su đã đủ hai bát mì rồi. Wow. Em nhìn thấy chưa? Chị sẽ bỏ miếng này ra trước nhé. Su ơi, cho chị xin một tờ giấy Su ơi. Rồi, chị cảm ơn. Các em ơi, các em nhìn thấy sợi mì của chị ngon không? Đây, và hai chị em chị sẽ mỗi người một cái bát. Wow, các em ơi, các bạn Su đã nhặt một sợi mì vào rồi này. Đây là chị đã chuẩn bị đũa rồi. Tên đũa của em. Đó. Bây giờ chị sẽ cắt sợi mì nha. Phải cắt hết sức nhẹ nhàng các em nhìn này. Wow, cho một bát cho em Su. Đó. Tiếp tục nào. Trời ơi, nhìn đi màu vàng ươm luôn ý. Đó. Được chưa? Đây là mì gì ạ chị? Đây là mì sammy xoài. Mì này chỉ có ở Sushi Kit TV mới có thôi nha. Không có thể nào mua được ở trên thị trường đâu các em ơi. Đó, bây giờ chị đã gắp vào bát của chị. Em ăn trước đi. Từ từ, chúng mình đã trộn đâu. Em vừa chị lại em không ăn trước. Các em nhìn này. Trời ơi, đúng là màu của xoài nó rất tự nhiên. Cái này không phải là chị cho phẩm màu đâu nhá, mà chị đã xay xoài ra các em ạ. Chị xay xoài ra, xong rồi bắt đầu là chị cho thạch vào nấu cùng với xoài đấy. Cho chị này. Đừng, cho vào không phải. Chị sẽ phải ăn hết, bởi vì là bọn chị đã mất rất là nhiều công. Chị phải làm từ hôm trước này để cho. Đó, bát của em Su hơi bị nghiêng. Em Su phải để nghiêng một phát. Chị đã chuẩn bị hai chiếc đĩa rồi, bởi vì là cái xoài này nó sẽ không để được vững chắc đâu. Đây, chúng mình sẽ cho vào đây nhá. Cho chị một lát thì chị ơi. Đó, thì chúng mình sẽ không bị nghiêng. Đấy, em nhìn thấy không? Bởi vì là xoài nó mỏng, nó không giống như cam hay dưa hấu, nên là chúng ta có, chị có hai loại trộn. Chị sẽ trộn với sữa chua và trộn với sữa chua nước. Em thích loại nào nào? Em thích sữa cả hai một. Trời, làm sao có thể ăn cả hai được? Mình chỉ ăn một thứ thôi. Em đùa đấy. Em ăn loại nào? Em thích ăn nước thì em ăn loại này, còn ăn khô thì ăn loại này. Em thích ăn nước hay ăn khô? Ăn khô. Bạn Su của chúng ta ngày quyết định ăn khô. Bình thường là em ấy không bao giờ ăn khô đâu các em. Đây là sữa chua. Chị sẽ cho sữa chua vào đây nha. Em nhìn này. Thế trộn lên trộn lên. Đợi tí chị giúp. Không là nó sẽ bị đứt. Và chúng ta cho thêm một ít sữa nước vào. Thì nó sẽ ngon hơn. Em rất thích ăn sữa nước. Em rất thích ăn sữa nước. Wow. Mà đi học em hay uống nước đi chứ. Đúng rồi. Nào. Như này để cho nó tan ra. Wow, wow, ngon chưa? Màu xanh kết hợp với màu vàng rất là ngon luôn. Thơm quá chị ơi. Su ơi, bây giờ em cầm lên đi. Em cắt sợi mì lên cho mọi người xem nào. Đây, chị cũng trộn giống Su luôn. Sợi mì lúc này sẽ được thấm với sữa chua và... À, đâu, chúng ta phải gọi đây là tương tương ớt ấy. Giống như kiểu ở trong này ấy. Wow. Chị vừa nứt rồi vậy. Em có muốn đổi cốc không? Chị đổi cho. Đổi cốc rồi. Chị cho em cái bát của chị, còn chị lấy bát của em. Có được đấy không? Cắt. Các em thấy không? Mà dù của chúng ta cũng thích một chiếc bát to hơn là của chị đó. Đó. Rồi, bây giờ Su ăn đi. Bây giờ hai chị em sẽ ăn thử nhé các em nhé. Đây, em nhìn này. Sợi mì này được trộn với tương của chúng ta sẽ được gọi là sữa chua đúng không? Wow, Su ăn ngon đấy. Sợi mì rất là ngọt, xoài ngọt, còn nước sữa chua thì nó chua lên khi mà chúng ta ăn là nó hòa quyện lắm các em ạ. Wow, chị thật là ngạc nhiên luôn, chưa bao giờ chị được đi ăn một món nào mà ngon như thế này luôn đấy các em. Yo. Wow. Ngon các chị ạ. Vừa ăn đi ạ. Quá vậy. Wow, trời ơi, nào bắt đầu. Mút như vậy nãy đấy. Cảm giác thế nào em? Rất là đạt, rất là ăn quá không nói được luôn. Đó. Chị có phải ăn tiếp không? Mình phải công nhận ngon thật đấy. Nó chua chua, ngọt ngọt, xong lại thơm đúng không?
đúng là mì sammy trộn xoài của Sushi Kit là ngon nhất nha, đúng không em? Ngon quá. Em chịu uống nước thì xìa đây. Đấy, uống ngon kinh khủng không em? Ban đầu chị nghĩ là không biết là có ngon không, bởi vì là cái thạch để mà mình làm xoà sữa chua làm thạch này nó rất là ngọt, thế nhưng mà khi mà chị kết hợp với sữa chua thì ôi đúng là một kết hợp tuyệt vời luôn. Tại sao mà người ta không nghĩ ra cái món này nhỉ, xoài sữa chua nhỉ? Sợ xoài rất là trong suốt, ở ngoài được phủ một lớp sữa chua, các em nhìn hấp dẫn không? Rất là hấp dẫn luôn. Chú ơi, anh Quay đang nuốt nước dứa kìa. Anh Quay ơi, xin lỗi anh nhá, bọn em chỉ có hai bát thôi. Thứ nhất, thứ hai là bọn em ngon quá. Đây chị cắt cho Su. Các em ơi, bạn Su cầm đũa không tốt em ạ. Nào, nhưng mà phải cho mấy nước thì em mới ăn được. Đó, rồi ăn đi. Ăn đi xong rồi cho nước vào. Ăn đi xong rồi em cho nước. Đó. Rồi hết luôn. Ăn đi. Bạn Su của chúng ta ăn là phải kết hợp với nước sốt kem ạ. À. Nhưng mà cũng nhận ngon thật đấy. Nào. Wow, ngon không, ngon không? Ừ. Đấy, người thì bé nhưng phải đòi cái bát to hơn. Em muốn nghe em. Ngon không? Ừ, đấy chị đã bảo là ngon lắm luôn. Cái này á, mùa hè lắm nay chị em mình ở nhà nghỉ hè phải làm thật nhiều ăn hả? Nhớ chú nhớ. Hôm nào chị cho em ăn dưa hấu không hột thôi. Được, lần nào chị cho ăn dưa hấu không hột. Ngon quá. Đấy các em ơi, rất là đơn giản nhá. Các em sẽ phải, nếu mà mình muốn làm món này, các em sẽ mua một quả xoài về. Sau đấy thì xoài các em sẽ xay ra và chúng mình sẽ đổ ra nồi, chúng ta cho thêm một ít nước nữa vào nhé các em nhé. Xong bắt đầu chúng ta đổ bột thạch vào. Cái gói bột thạch mà lần trước chị đã hướng dẫn các em làm thạch ấy, chúng ta đổ vào trong, chúng ta đun. Đun sau đấy thì các em sẽ cho vào một cái hộp nào đấy mà các em thích. Ví dụ có thể các em làm tròn cũng được, làm dài cũng được. Xong mình để ở trong tủ lạnh khoảng từ 1 đến 2 tiếng thì nó sẽ cứng lại. Và lúc đấy chúng ta cắt ra, xong rồi cho vào. Thực ra thì bọn chị muốn làm quả xoài này cho các em xem thôi. Còn nếu không thì chúng ta cho vào một chiếc bát bình thường cũng được các em ạ. Xong rồi chúng ta có thể ăn với sữa chua. Thường thì em lên ăn sữa chua thường, sữa chua trắng ấy các em. Bởi vì nếu mà mình ăn sữa chua nha đam hay là dâu thì nó sẽ mất đi vị ngon của xoài. Đó, và chúng ta sẽ cho thêm một ống sữa chua nước vào nữa. Wow, đảm bảo ngon cực kỳ luôn. Em nào không thích ăn nước thì chỉ cho sữa chua không thôi. Còn chị thì thích ăn nước và bạn Su cũng vậy, nên là bọn chị cho thêm sữa chua nước nhá. Nhưng mà kết hợp rất là tuyệt vời. Em nhìn này, bạn Su này, Su ăn đi nào. Bạn Su không dùng được đũa nên là bạn ấy cho vào thìa. Nào, Su đi, nào, bộ, hai bát Su em cho. Ăn đi nào. Ngon quá thể luôn, chị thì đã sắp hết rồi các em, ngon lắm. Đúng như cảm giác là mình đang ăn mì trộn đấy các em. Nhưng mà đây là mì trộn không hề cay. Mì trộn này ai cũng ăn được bởi vì rất là ngọt, đúng không Su? Không như mì sammy. Bình thường chị ăn chị cay hết nước mắt, nhưng mà ăn mì này chị có cảm giác rất là giống, nó rất là sướng sướng. Sao bố? Ngon, rất là đẹp. Bạn Su rất thích món này của em ạ. Nó hơi bột bột bởi vì nào? À, đúng rồi nhé các em nhé. Khi mà mình làm cái thạch đấy, bình thường mình cho nước trắng thì nó sẽ rất là dai và nó sẽ cứng. Nhưng mà khi mà mình cho bằng xoài mà mình đã xay ra ấy, thì nó bột bột và nó mềm. Những bạn nào thích mềm thì chỉ nghĩ là nên cho xoài. Còn những bạn nào không thích thì mình có thể, nếu mà màu vàng thì mình cho phẳng. Em đâu có thích ăn xoài như này đâu. Yeah, hôm trước em mời em đi ăn xoài mà, em nhìn này, sợi mì rất là đẹp luôn. Đó, em nhìn thấy không? Sang ở bên ngoài nó thấm cái lớp mà sữa chua của chúng ta em vào lên rất là ngon. Em chỉ thích của sữa chua chọn thêm mì thôi. Ừ, ăn đi, ngon lắm. Thì ăn hết rồi. Qua đây rồi. Ngon quá. Ui dồi. Wow, sợi mì rất là dài đúng không em? Chị nào ở cái một cái hộp dài nào mút tùm tùm lên luôn ấy. Ngon không? Yeah. Em thấy ngon không? Yeah. Em thấy là bạn Su rất là thích món này. Chị nghĩ là tất cả các bạn trẻ đều thích món này đấy các em. Thôi, Su ơi, Su chào, chúng mình cùng nhau chào đi để chị làm tiếp bát nữa sẽ ăn đây, chị thèm lắm rồi. Có lượng con mèo chữ ăn à? À, 1, 2, 3, mình chào các bạn thôi. Được luôn, vẫn muốn ăn này các em. Nhưng mà chúng ta chỉ lên thế thôi. Nào, 1, 2, 3. Xin chào các em, trong video sau nhé các em. Các em hãy làm món zombie xoài bơ này nhé.
À quên, xoài là trộn thì nhất vô cùng ngon luôn. Chị bị nhầm đấy, vô cùng ngon lắm các em, chị đảm bảo luôn. Nếu mà không ngon á, chị sẽ không xứng đáng làm chị của các em đâu. Ngon cực kỳ luôn.